Xin chào bác đã đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu cho các bác mẫu xe đạp đua Java Ferrosi, một mẫu xe full carbon của nhà Java, thương hiệu của Ý, đồ nguyên bản chính hãng của DK. Sử dụng bộ chuyển động full Shimano 105. Toàn bộ phần khung trên của chiếc xe, toàn bộ phần khung của chiếc xe là carbon, nó sơn nguyên bản và cam đen. Những cái chi tiết của chiếc xe nó được làm rất là tỉ mỉ từ những cái góc cạnh. Chiếc xe đánh giá cho cá nhân là rất là đẹp. Xe đã qua quá trình sử dụng nên là nó xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi. Còn để nhìn về tổng thể của chiếc xe thì cái ngoại hình của nó còn rất là mới, sử dụng full bộ chuyển động Shimano 105 5008 với 11 tầng lip và 2 tầng đĩa, đồ vẫn là nguyên bản của DK. Phanh ba mảnh Techo, vành nhôm cao bạc cũng là của DK, sản xuất phụ tùng riêng cho cái dòng Java. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt cũng là 50 cm. Chiếc xe phù hợp với các bác từ khoảng mét 64-65, Ấn Độ 74-75 thì phù hợp. 11 tầng lip và 2 tầng đĩa, 22 tốc độ khác nhau, chuyển động rất là mượt mà. Giá bán bên bán chiếc xe này với giá là 16.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chẳng hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 700943. Ngoài ra thì các bạn ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe mà bọn em đưa lên kênh. Nếu các bác đã xem hết video thì lại các bác xem những video lần sau.